Xin chào mọi người, hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch xin giới thiệu dòng sản phẩm DataMax Y4212E. Các bạn thắc mắc tại sao DataMax lại có thùng Honeywell? Là tại vì Honeywell đã mua lại bản quyền của DataMax và chính thức phân phối sản phẩm của DataMax. Và bây giờ mình sẽ đập hộp chiếc máy này. Máy rất là nặng. Đây chính là chiếc máy của chúng ta. Khu bên trong chiếc máy không có cái gì. Đây là chỗ để giấy, đây là chỗ phấn mực và đây là cái đầu in. Đầu in đang được niêm phong. Bóc tem ra. Chiếc máy đã bị bóc tem. Tem bảo hành của DataMax. Cái tem làm sao?